Vâng, em xin chào tất cả các mọi người đã quay trở lại với kênh review chia sẻ hướng dẫn về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho mọi người dòng sản phẩm TV LaLaSalle của LG có kích thước là 55 inch. Hôm nay thì em sẽ đi tìm hiểu chi tiết bên trong của chiếc TV LaLaSalle 55 inch này có đặc điểm gì. Đây là model Nano 81 của LG ra mắt năm 2020. Như em đã chia sẻ cho mọi người ở trong video lần trước về cái thiết kế cũng như là tính năng sơ qua của con này, thì hôm nay em sẽ đi chi tiết cho mọi người. Đầu tiên thì nói sơ qua về phần thiết kế trước cho mọi người, nếu mà ai chưa biết thì có thể tìm hiểu lại. Thiết kế của con này sẽ là thiết kế chân hình bán nguyệt và thiết kế tràn viền ba cạnh. Đó, sơ qua là như vậy. Kích thước sơ qua của nó, kích thước của nó sẽ rơi vào 1m24 chiều ngang, chiều cao là 76-77 cm. Đấy là phần kích thước. Ngoài ra thì con này đi kèm với nó sẽ là một chiếc viền bằng nhựa, viền nhựa xung quanh. Viền ở phía dưới cùng, đây là viền dưới cùng, nó sẽ là viền bằng kim loại. Nếu mà mọi người bật nâu thì sờ vào nó sẽ cảm thấy có hơi nóng phát ra. Đó. Phần nắp lưng của nó sẽ là nắp lưng bằng kim loại. Nắp lưng bằng kim loại. Rồi, đấy là sơ qua về phần thiết kế của con 55 Nano 81. Mình sẽ đi chi tiết ở phần cấu hình bên trong cho con 55 Nano 81 này. Đầu tiên con Nano 81 của LG sẽ được sử dụng con chip xử lý 4K. Đây là con chip xử lý lõi tứ, đó có tên gọi là Qualcomm Prosen 4K. Với con chip xử lý lõi tứ này thì giúp cho cái hình ảnh của con TV này được sắc nét nhất có thể, độ sâu cũng như là độ mượt của TV. Đây là những khung hình mọi người xem rất chi là sắc nét và chiều sâu, cũng như là các góc cạnh của nó sẽ được mọi người xem các góc. Để mình quay các góc cho mọi người xem. Đối với dòng LaLaSalle, mọi người xem góc nào nó cũng đẹp cả. Đó, nhờ cái con chip lõi tứ kia. Ngoài ra thì với công nghệ LaLaSalle, nó cũng nâng cấp cho mọi người những cái hình ảnh sắc nét. Đây, giảm độ nhiễu hay là độ chế của hình ảnh được chân thực nhất cho mọi người. Đó, đây là sơ qua về phần hai phần công nghệ lỗi trội nhất của dòng LaLaSalle. Đi kèm với đó thì con 55 inch LaLaSalle 81 này có sử dụng công nghệ HDR 10+ và các công nghệ xử lý âm thanh vòm giúp cho hình ảnh được sắc nét hơn và âm thanh được lan tỏa khắp cái không gian của ngôi nhà của mọi người. Đó. Đấy là hình ảnh và âm thanh. Ngoài ra thì con này thì có đi kèm thêm cho mọi người điều khiển chuột bay One Remote, điều khiển thông minh, có chức năng tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và hỗ trợ Google Assistant rất chi là nhanh và mượt. Kết nối với các thiết bị ngoại vi bên ngoài và bằng chuột bàn phím hay là qua Bluetooth kết nối với loa rất chi là tiện lợi hơn so với các dòng khác. Con này thì công suất tiêu thụ điện của nó thì rơi vào 155W. Công suất cũng tương đối trung bình so với dòng 55 inch. Thiết kế hình ảnh sắc nét thì công suất như vậy cũng là trung bình rồi, không có gì là cao cả. Ngoài ra thì con này được sản xuất tại Malaysia và sản xuất tại Indonesia, sử dụng hệ điều hành là webOS 5.0. Nó sẽ cao mới hơn hệ điều hành webOS 4.5 của dòng 2019. Đó. Đi kèm với con 55 LaLaSalle này có thêm công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo ThinkQi AI. Đây, với công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo này, nó sẽ tái tạo những cái hình ảnh chân thực nhất và sắc nét nhất cho mọi người. Nếu mà mọi người xem những thước phim trên các con Smart TV 7.4 hoặc 7.6, 7.1, nó sẽ không được nét cũng như là sắc nét bằng con này. Nó giải màu cũng như là các độ sâu nó sẽ hơn nhiều.
Thì đấy là sơ qua cũng như là gần như là đầy đủ nhất về những cái cấu hình bên trong của chiếc TV 55 inch Nalo 81 TNA năm 2020 của LG. Đó. Đấy là cấu hình bên trong. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì về con TV này, có thể để lại tin nhắn ở phía dưới, mình sẽ chia sẻ và tìm hiểu thêm để chia sẻ cho mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký cũng như là chia sẻ video để được nhận nhiều những video mới nhất. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.